Thưa quý vị, tối 16 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Tha Vị đã có mặt tại hiện trường vụ 6 người tử vong trong khách sạn ở Bangkok để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ sứ quán cũng đã tới để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Thủ tướng Thái Lan không phát biểu tại hiện trường, song trước đó ông đã chỉ đạo nhanh chóng điều tra vụ việc. Ông Shretha Tha bị Xỉn nhấn mạnh, công tác điều tra cần tiến hành thận trọng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân cũng như hình ảnh du lịch của Thái Lan. Theo nguồn tin riêng của VOV.vn, 6 thi thể được phát hiện ở trong phòng khách sạn tại trung tâm Bangkok vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 16 tháng 7, có dấu hiệu bị đầu độc bằng cyanua. Theo đó, 6 thi thể được phát hiện tại một khách sạn hạng sang ở khu Ratcha Prasong, quận Patuwan, ở Bangkok. Theo cảnh sát địa phương, có 4 người mang quốc tịch Việt Nam, 2 người còn lại gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Các nạn nhân có thể đã tử vong vào lúc 17 giờ 30 phút. Cảnh sát Thái Lan cho biết các nạn nhân thuê phòng khách sạn trong ngày 16 tháng 7 và trả cùng ngày, hành lý đã được đóng gói cẩn thận. Theo phóng viên VOV Thường trú tại Bangkok, 4 nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyên Thi Phương Lan, 47 tuổi, Phan Thanh Hồng 49 tuổi, Nguyên Thi Phương 46 tuổi, Chan Dinh Phu 37 tuổi. Hai nạn nhân là người Việt mang quốc tịch Mỹ gồm Serin Chong, 56 tuổi và Giang Văn Hung 55 tuổi. Một quan chức cảnh sát Thái Lan giấu tên bác bỏ các thông tin ban đầu trên truyền thông Thái Lan rằng 6 người thiệt mạng do bị xả súng.